Năm 2017, 10 nước trong cộng đồng ASEAN sẽ đạt được không ít những lợi ích và thách thức trên mọi mặt, nhất là hạ tầng giao thông. Các chuyên gia nhận định, để có thể đón nhận trọn vẹn những lợi ích này, Việt Nam cần phải chuẩn bị tâm thế, các điều kiện cần và đủ để thu hút đầu tư, cũng như bắt kịp những đòi hỏi đặt ra trong quá trình hội nhập. Đây là nhiệm vụ then chốt của ngành giao thông đặt ra trong năm nay và những năm tiếp theo, nhằm tạo bước đột phá mới trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng. Hàng loạt vấn đề đặt ra cho ngành giao thông trong năm 2017 là phải đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn dư của các dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh qua đoạn Tây Nguyên. Đặc biệt, Bộ Giao thông Vận tải đã xây dựng cơ chế đặc thù nhằm thu hút các nhà đầu tư tiềm năng trong và ngoài nước để triển khai tuyến cao tốc Bắc Nam. Đây được coi là bước đi đúng cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông Việt Nam, phù hợp với chiến lược và các quy hoạch chuyên ngành giao thông vận tải được Thủ tướng phê duyệt. Hiện nay về cái thu hút về nguồn vốn đầu tư cho các đường bộ và đặc biệt là những cái con đường cao tốc mà xuyên Bắc Nam thì đây là những cái dự án rất là lớn mà có thể là dễ thu hút các nhà đầu tư vì là cái cơ chế chính sách nó cũng đã tương đối là ổn định. Chúng ta cũng đã phát triển các cái tuyến đường riêng mẹt nối Việt Nam với các nước ASEAN cũng như đối với Trung Quốc, thì tất cả những cái tuyến đường này thì đã đưa lên được cái phê duyệt được cái chủ trương cũng như đang triển khai cái bước lập FS và triển khai cái việc đầu tư xây dựng trong cái giai đoạn từ nay đến năm 2020. Năm 2017 cũng được coi là năm quan trọng, là tiền đề tạo bước đột phá để phát triển hạ tầng hàng không. Ngành giao thông sẽ khẩn trương xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư cảng hàng không quốc tế Long Thành, hoàn thành dự án nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, đảm bảo chất lượng, tiến độ, kịp phục vụ hội nghị APEC 2017. Đặc biệt là tập trung giải quyết tình trạng quá tải tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Đây đều là những nhiệm vụ cấp bách, đòi hỏi các đơn vị của ngành giao thông tập trung giải quyết. Những cái giải pháp đó thì vừa trước mắt là để giải quyết cái tình trạng quá tải hiện nay của hệ thống cảng hàng không và cũng về mặt lâu dài là tạo cho Việt Nam thành tiếp tục phát triển thành cái trung tâm hàng không của khu vực cũng như là tạo điều kiện cho các hãng không của Việt Nam phát triển. Trong lĩnh vực hàng hải, đường thủy nội địa, năm 2017 cũng là một năm quan trọng, đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng, tiến độ các dự án cảng mang tầm quốc gia như Lạch Huyện, đường ô tô Tân Vũ Lạch Huyện, hoàn thành các dự án VKB5, VKB6, luồng sông Sài Gòn, đoạn qua cầu Bình Lợi tới cảng Bến Xúc. Các dự án này sẽ giúp Việt Nam đón thêm nhiều con tàu có tải trọng lớn. Cái kế hoạch nạo vét duy tu các cái tuyến luồng, đặc biệt là tuyến luồng Vũng Tàu Thị Vải, chúng ta sẽ tiếp tục nạo vét đến cao độ đáy luồng là -14, thì chúng ta đủ cái điều kiện, đủ khả năng để tiếp nhận các cái tàu container thế hệ mới, sức chở tới 14.000 tiêu và trọng tải 166.000 đét huyết. Ngoài ra, trong thời gian tới, Bộ Giao thông Vận tải sẽ đẩy mạnh triển khai các dự án kết nối hạ tầng giao thông đường bộ với các nước láng giềng, ưu tiên tập trung hoàn thành đầu tư, nâng cấp các tuyến quốc lộ thuộc mạng đường bộ ASEAN, thúc đẩy thực hiện chương trình xây dựng mạng đường bộ xuyên Á, đồng thời xây dựng hiệp định tạo thuận lợi cho vận tải qua biên giới trong khuôn khổ hợp tác ASEAN và thực tế. Đối với đường sắt, hiện nay Bộ Giao thông Vận tải đang mở cửa mời gọi đầu tư nước ngoài để xây dựng tuyến đường sắt đôi tốc độ cao Bắc Nam, hoàn thiện các tuyến đường sắt xuyên Á, góp phần nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế về phát triển hạ tầng, đồng thời đánh dấu bước ngoặt mới về phát triển giao thông trong khu vực ASEAN. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định mùa tuyển sinh năm nay sẽ vẫn giữ quy định điểm sàn. Từ năm 2018 trở đi, khi đã công khai đầy đủ và chuẩn xác các thông tin về chất lượng đào tạo, thì các trường sẽ được tự xác định điểm chuẩn, tự chủ về chất lượng đầu vào của mình.